Hello, xin chào tất cả các bạn. Câu cá hoài cũng chán nên hôm nay mình sẽ thử thách dân làm nhiệm vụ giao pizza 3 lần và nhiệm vụ cảnh sát 3 lần. Nếu ai hoàn thành trước thì sẽ quay trở về đây. Mình với dân cũng ở chung nhà nên hồi nếu mà mình thắng thì mình sẽ bắt nó rửa chén cho mình một tuần. Các bạn ơi, các bạn nhớ ủng hộ mình nha. Ok, let's go. Để mình lấy xe ra mình chạy trước mình bỏ nó. Ủa, mình cố tình ăn gian mình chạy bỏ nó rồi mà ta sao giờ nó chạy lại chỗ pizza trước mình vậy? Ăn gian bị nghiệp quật rồi các bạn ơi, nó được giao trong hút ghét cái bên, còn mình giao trong thuyền trưởng tút ngoài kia. Trời ơi, còn gặp chiếc xe cùa mé này, chết máy hay gì lên dốc không nổi nữa. Ê, nó kìa các bạn, trời ơi, nó giao xong hết giờ lấy lại lấy giao nữa kìa. Còn tôi mới giao có 10 rồi, rồi kìa này tôi vừa chén cho nó không từng luôn á. Cái gì mà giao toàn chỗ xa không gì nè, hay gì giao ở chỗ bà gì đó thì cho mình đi giao ngay chỗ ông bé xe đạp đối diện đi cho gần. Còn này chạy ra tới ngoài biển luôn. Nữa trời ơi, chán cái xe này ghê. Xong nhiệm vụ nào mình quyết định mình đi câu cá, mình kiếm tiền mua xe mới luôn nha các bạn. Gặp nó nữa kìa các bạn, trời gì đó, lấy pizza giao lần thứ 3 rồi, mình mới giao xong có 1 lần à. Xe của nó xịn quá mấy bạn ơi, còn chiếc xe nước mé, ô lộn, xe cùi mé của mình chạy chậm hơn nên bây giờ nó chảnh, nó chấp mình giao 2 lần, nó giao 3 lần luôn kìa các bạn. Nữa sao tao gặp mày hoài vậy? Trời ơi, ông này ăn khỏe dữ, ăn lần 2 cái pizza luôn rồi các bạn. Nó chấp mình giao pizza có 2 lần rồi, vậy là mình hoàn thành xong nhiệm vụ pizza rồi đó. Giờ mình làm tới nhiệm vụ cảnh sát. Để mình chạy một vòng chỗ sách hay xuất hiện mình kiếm nó. Trời ơi, ai gắn Nguyễn mà ở đây làm hết hồn à. Chạy dữ vậy, chạy gì vượt qua mặt con sương vậy các bạn. Bởi nó chấm mình là đúng rồi, hên là mình thử thách nó là nhiệm vụ á. Chứ mình rủ nó chạy đua chúng mình thua chết luôn. Ê, túi sách kìa, để mình lấy mình chạy lẹ. Nó nói thiệt với bạn luôn rồi, mình chạy lẹ hết ga luôn rồi mà nó vượt qua mình nữa kìa các bạn. Y hên quá ông cảnh sát ơi. Trời ơi, giờ này mà mạng còn lan nữa kìa này, chắc mình rửa chén chắc luôn rồi. Nữa mình nhận nhiệm vụ tìm túi sách nữa rồi các bạn ơi. Túi sách kìa các bạn. Trời kìa này mình kiếm nhanh hơn hồi nãy. Vậy là mình có cơ hội chiến thắng rồi nha các bạn. Trời sao mình có duyên nhiệm vụ tìm túi sách quá vậy. Mình thích tìm chó hơn các bạn ơi. Tại mình thấy cảm giác tìm chó dễ hơn túi sách á. Chết rồi, túi sách tàn hình nó mất tiêu rồi mà kiếm hoài nãy giờ không thấy gì trời. Còn chỗ nào mình chưa kiếm không ta? À nhớ rồi, còn chỗ túi sách cũng ít xuất hiện lắm nhưng mà mình lại thử coi. Có rồi nè bạn, trời ơi, kiếm nãy giờ muốn hết thời gian luôn. Giờ mình lấy túi sách mình lại mình giao cho ông cảnh sát xong rồi mình lại điểm hẹn, biết đâu mình là người thắng cuộc. Tại vì dân tư xe chạy nhanh mà tìm chó tìm túi sách dở lắm.
Rồi nó xong trước mình rồi kìa các bạn. Sao nay mày làm vụ nhanh quá vậy? Hay quá vậy? Không tin được luôn á. Mày có ăn gian tâm vậy? Thua luôn rồi, biết gì không ngủ chơi, chán ghê. Hello, chào em. Bé Pha này mới đi kết bạn trong game nè các bạn. Nãy giờ chị đi làm nhiệm vụ tìm chó lạc. Mình kết thúc video tại đây. Các bạn nhớ bấm like và đăng ký kênh cho mình nha. Bye bye, giờ mình đi rửa chén đây.